Chào các bạn nhá. Hôm nay mình đang có mặt ở sông Công, Thái Nguyên. Giao cho nhà anh Thắng 300 cái ghế này. Cái này bên mình đang là ghế tiện trúc nhá. Giày chân này là không phi 25, giày 0.6. Nó nặng khoảng độ hơn 3 cân một chiếc. Luôn. Chắc chắn là chắc chắn. Mọi người nhá. 3 cân mốt một chiếc. Đây mình vừa xuống nhà anh Thắng là 300 cái ghế này. 300 cái. 300 cái luôn. Đấy. Cái nhá, vừa xuống hàng xong nhá. Sáu mươi cái bàn này, 80m3 chân liền. Đây người đẹp đây không quay đâu. Đây lấy xe bên mình. Đây là anh Thắng nhá, cả nhà nhá. Chào cả nhà. Bây giờ phải mở hết bàn. Đây, đây đếm lại bàn cho anh ấy đi. Kiểm lại bàn đi. Mà bảo đếm. Đâu để anh đếm xem. Anh đếm đi. 60 cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 80m3. 300 ghế. 56 7 8 9 30 31 32 34 35 36 37. Vừa xuống xe nóng hổ ấy. Vâng. Đây nhá. Cả nhà nhá. Mình vừa giao 300 cái ghế này. Sông Công Thái Nguyên này. Ba trăm ghế vừa xuống nhá cả nhà nhá. Đây này. Chào cả nhà. Đi còn phải tranh thủ. Tranh thủ bao nhiêu chuyến? Đây một xe hàng. 5 xe 5 tấn của mình nhé. Giao sớm. Này, giao ở Sông Công Thái Nguyên. Ba trăm ghế với 60 bàn.